Chuyển động 360 kính chào quý vị. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất không thể bỏ lỡ. Lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng những người ở các khu chung cư thì các căn hộ nằm liền kề nhau nên nếu trường hợp F1 ở đây và muốn được cách ly tại nhà cần phải có sự đồng thuận của hàng xóm cùng tầng. Trao đổi với báo chí sáng ngày 17 tháng 11, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết vào ngày 16 tháng 11 Ông có thông tin nội dung F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà cần được sự đồng thuận của các hộ bên cạnh. Tuy nhiên, thông tin truyền tải không rõ ràng dẫn đến nhiều người hiểu lầm hoặc chưa hiểu rõ. Theo ông Tuấn, những người ở các khu chung cư thì các căn hộ nằm liền kế nhau nên nếu F1 ở đây và muốn được cách ly tại nhà cần phải có sự đồng thuận đồng thời tạo sự giám sát lẫn nhau của các hộ và hàng xóm cùng tầng. Đại diện CDC nêu, nếu một người là F1 được cách ly tại nhà mà hàng xóm cùng tầng lại không biết, không được thông báo thì sẽ như thế nào? Do đó, ở đây cần có sự đồng thuận và đồng thời có sự giám sát của hàng xóm cùng tầng là đúng. Hiện nay, nhiều xã phường khi cho F1 cách ly tại nhà ngoài dựng rào chắn, đặt biển còn phải cử người đến túc trực giám sát 24 trên 24 giờ trước cửa nhà. Việc này gây ra nhiều bất tiện, chưa kể lực lượng hạn chế, khi số lượng F1 cách ly tại nhà nhiều sẽ rất khó khăn. Vì vậy, việc giám sát của hàng xóm cùng tầng sẽ góp phần giúp giảm tải cho giám sát của lực lượng phường, xã, ông Tuấn chia sẻ trước đó nhiều địa phương đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đã chọn cách ly f1 tại nhà, song Hà Nội vẫn đang thí điểm mà chưa triển khai chính thức. Theo đại diện CDC Hà Nội, ở một số tỉnh thành việc cách ly f1 tại nhà đã được thực hiện khá lâu, song Hà Nội khi mới bắt đầu thực hiện mới dùng từ thí điểm. Việc cách ly F1 tại nhà này mới là thí điểm tạm thời, nếu không ổn có thể dừng. Vì thế, ngay trong công điện 23 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nêu rõ, việc này có thời gian cho đến khi nào có thông báo mới của thành phố, ông Tuấn cũng cho biết thêm. Ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 quyết định có hiệu lực từ hôm nay và thay thế một số nội dung trong chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh ăn uống mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước đây. Theo quy định mới, ở cấp độ phường, xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, dạp chiếu phim sẽ được hoạt động ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3 và không hoạt động ở cấp độ 4. Ở cấp độ 1, người làm việc và tham gia dịch vụ tại đây phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh. Với cấp độ 2, các cơ sở này được hoạt động tối đa 50% công suất cùng một thời điểm. Ở cấp độ 3, trừ dịch vụ 3 vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, các loại hình còn lại được hoạt động tối đa 25% công suất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.